Đây tôi dò lại một lần nữa cho chúng ta để tôi ghi lại nha. Đây, thứ nhất là cái đây là cái bo trên mặt trên, đây là cái mặt dưới của cái bo tủ lạnh, bo công suất tủ lạnh side by side Samsung 500 lít nha. Thì để mà nhận biết các linh kiện này thì chúng ta nhận biết nhìn qua thì chúng ta cứ nhận con nào nhận biết dễ thì ta nhận biết trước. Cầu diode là một này, tủ lọc 300V là 2 này, biến áp xung là 3 này, IC nguồn là 4 này. Đấy, đấy là những cái con mà nhận biết được ngay. Cầu chì là 5 này. Đấy, rồi IC công suất điều khiển máy lén này là 6 này. Con trở sứ, con này là thoát mát cho IC công suất này. Rồi thì đây là con thạch anh dao động cho vi xử lý ở mặt trên. Đấy. Đèn báo lỗi này, ba cái tụ giống nhau đứng cạnh như xe công suất, thì đây là ba tụ bớt này, biến cạnh biến áp xung của nguồn thì có IC photo quang, thì đây chính là con hồi tiếp này, hồi tiếp để ổn định áp gia này. Thế còn ba cái con này trở này, tụ này, trở tụ diode này, thì đây là thường là cái mạch dập xung này của nguồn xung. Thì hai con này thì chúng ta chưa biết nó là gì thì chúng ta đọc ký hiệu. Chúng ta thấy nó sẽ có một con là 7815, một con là 7805. Thì đây là hai con ổn áp 15V và 5V nha. Thế còn hai con photo quang này ở gần cái rắc cắm thì đây chính là cái mạch giao tiếp để kết nối với cái bo bên kia. Thế còn cái phía bên này là cái phía của bên thứ cấp, thì cái này nó là con đèn MOSFET. Tuy nhiên con này ở trên Samsung này thì đèn MOSFET là nó thay cho con diode thôi, thay cho diode để nó chỉnh lưu thôi. Thế còn chỗ này nó có một con ba chân. Nếu mà chúng ta nhìn ở mặt bên dưới, dò mạch bên dưới thì nó chạy đến con này, thì đó chính là cái con 431. Thế còn đây là cái chân gia lốc. Đấy là bên trên là như vậy nhá. Chúng ta nhận biết nhanh là như vậy. Ô thầy thầy vừa nói là cái con này là con MOSFET. Cái này Con này là MOSFET nhá, MOSFET nhưng nó là thay cho đi đốt. Ừ. nó thay cho diode á. Ừ. Con sao lại MOSFET thay diode? Nó chỉnh lưu, nó làm cái nhiệm vụ chỉnh lưu thôi. Đây là mặt sau của bo này. Thì chúng ta nhận biết những con gì dễ nhận biết ta nhận biết trước. Con này là con vi xử lý này nha. Thì đây cái con này chúng ta chưa biết nó là làm gì, ta chỉ biết là con 8 chân mà đứng cạnh IC công suất thì chắc chắn nó là IC có thể thuật toán rồi. Nó làm nhiệm vụ gì thì tí ta sẽ phân tích sau. Đấy, thì bây giờ chúng ta mà muốn đi tìm được điện áp OVP thì ta phải hiểu được cái điện áp OVP nó xuất phát từ đâu. Nó chính là xuất phát từ đường 300V. Thế cho nên là ta phải tìm được cái đường 300V. Thì tìm đường 300V thì đây, đây là cái cầu diode để tạo ra 300V. Thì cái dương 300V ở đây này. Và đây là cái chân tụ lọc. Bên trên là cái tụ lọc này. Thì cái đường 300V nó chính là cái đường này. Chính là cái đường này. Đúng không? Đây là chân tụ lọc và đây là chân cầu diode. Và cái đường này thì nó đi đi đến những đâu? Đi đến đây là gì, chân của biến áp xung này, đây là biến áp xung để cấp cho nguồn xung này là một này, nó đi theo cái mạch in này đúng không, đi theo mạch in này vào đây, đến đây là gì, đây đây là IC công suất điều khiển máy nén, thì cấp cho IC công suất là 2, cấp cho IC công suất điều khiển máy nén là 2. Và chúng ta thấy đây là cái tụ lọc thôi, tụ gốm thôi. Chúng ta thấy nó ngoài hai cái đường này ra thì còn cái đường này nữa này, đi qua đây này, đi qua một loạt cái điện trở này, thì đây chính là đường OVP này, đây xuống mát này nha.
Thế thì chúng ta nhận ra đây là cái đường OVP và ta hiểu đây là cái điện áp OVP. Thì muốn đo điện áp OVP thì ta đo vào đầu con trở thứ ba này hoặc là đầu cái con trở trước khi thoát mát. Tính nhân điểm này, đo vào điểm này. Điểm này chính là điểm điện áp OVP này nha. Đây khoảng Thì mấy vôn rồi? điện áp này là 3,3 V. 3,3 V. Đấy thì chúng ta hiểu cái cách tìm OVP là như vậy. Tìm OVP là tìm được 300 V và tìm thấy cầu diode, à, thấy cầu điện phân áp, thì ta hiểu cái điện áp OVP chính là điện áp này, chỗ này, và sau đó là nó đi vào vi xử lý theo cái chân này. Đấy. Đó. Thế còn tìm 6 cái con trở đi từ vi xử lý sang để điều khiển đi xe công suất thì chúng ta tìm 6 con nó giống nhau, nó có đặc điểm là 6 con này nó sẽ giống nhau mà nó đi từ vi xử lý sang cái xe công suất. Thì đây chúng ta thấy đây, đây là chân của xe công suất. Các chân của dãy bên dày thì là thường là chân tín hiệu đi vào, còn dãy bên thưa này là bên bao gồm có chân 300 V này, các cái chân N là thoát mát này, thì còn ba chân này là ba chân UVV kép này, thì nó nằm ở bên dãy chân thưa này. Như vậy là các cái tín hiệu đi vào bên mé bên này thì chúng ta thấy là chúng ta nhìn thấy nó có 6 con trở 101 này, chỗ này có ba con này nha, chỗ này có ba con nữa này, là 6 con trở 101 này. Thì đây chính là 6 con nó đưa cái xung điện từ vi xử lý sang. Ví dụ chúng ta dò từ một con này, chúng ta bắt đầu từ con này phía bên này thì chúng ta dò theo cái chân này, chúng ta thấy nó chạy về chân vi xử lý đây đúng không, đầu bên này thì chúng ta dò theo cái mạch in này đây, nó chui qua mấy con không ôm này, con không ôm này thì nó như cái cầu lối thôi, nó chui qua dưới đúng không, đây nó vào đây. Ok, đấy là một đường nha. Con này thì cũng thế, chạy đây vào đây đúng không, một đường bên trên này thì chạy theo cái mạch in này vào đây, chạy qua gầm mấy con không ôm này, chạy đến đầu con này xong đi qua con không ôm mình luôn vào đây đúng không. Đấy, con thứ ba này thì cũng thế. Đây, con thứ ba này thì chuyện cũng chạy từ đây, chạy từ đây ra đúng không, bên này thì chạy theo cái mạch in này, cũng đi qua gầm IC đây, qua con này vào đây đúng không. Đấy, như vậy là tôi đã dò được ba con nhá. Thế còn ba con này thì đầu bên này nó chạy thế này, qua gầm con trở này đây, đấy vào đây đúng không, bên này thì nó đi qua đây, qua con không ôm sang đây, không ôm là cái cầu lối thôi. Đấy, con này thì cũng thế, đây nó đi qua gầm, nó đi qua bụng con này này, ra đây này, đi qua bụng hai con này này, qua bụng hai con này này, đấy vào đây này đúng không, bên này thì Đúng không? đi theo mạch y này sang đây vào đây đúng không. Đấy, Cái bo này nó không có tủ thoát mát hay gì? con này nó không có tủ thoát mát, đầu bên này vào đây đó. Đầu bên này đi qua gầm hai con này, đi qua đây đấy, đi qua gầm ba con này, đi qua đây đây đấy, ok chưa. Đấy, như vậy là dò xong 6 cái đường xung điều khiển nha. Thế còn cái đường C-in, chân C-in là chân chúng ta tìm cái chân thoát mát. Đây là chân thoát mát của xe công suất này. Chúng ta thấy nó đi ra đây nhé, nó đi qua con trở xứ để nó về mát đây nhé, đây là đường mát này. Thì điểm này nó đi ra đây này, đi ra đây nó đi qua một con trở, đây con trở đây, nó vào chân này thì chân này chính là chân C-in đúng không nhỉ, chính là chân C-in nha, chân chân bảo vệ quá dòng đấy nha. Như vậy là chúng ta đã tìm được chân C-in là chân này nhá, và thông thường là cái chân phao nó cũng đứng cạnh chân C-in, thường là như vậy, các cái IC nó thường cái chân phao nó đứng cạnh C-in luôn. Thế thì chân phao đây chúng ta thấy đây nó là phao này, tại sao tôi biết là phao thì tôi dò ra đây tôi thấy nó có một con trở sang đây nha, và điểm này tôi cầm đồng hồ tôi đo
À, đây là tôi giả sử chúng ta có bo mạch trên tay, chúng ta cắm điện vào, chúng ta đo điểm này, tôi thấy nó có 5V thì tôi biết à, như vậy là một chân đi xe mà nó đi qua trở lên 5V thì chắc chắn là đây là chân phao rồi, đúng không? Sau đó chúng ta dò tiếp thì đây sang đây, nó đi qua con 0 ôm này, nó đi qua gầm cái con này, đi qua trở 100 ôm đây, đúng không? Đi theo cái mạch y này xuống đây, đi ra đây, đi tiếp qua trở một một 0 ôm này, là đi tiếp qua với con cầu lối 0 ôm này, rồi đi vào đây, đấy vào chân này, đấy có phải không? Đấy, ok, đấy là cái đường phao đấy nhá. Thì nó đi qua trở 100 ôm, từ chân phao đi qua trở 100 ôm để về vi xử lý, và từ chân phao đi qua con trở này là 4,7 K để lên nguồn 5V. Đấy là chân phao. Đấy, thế thì con đi xe này bây giờ tôi dò nhá, tôi dò như này. Cái thứ nhất là cái thằng xe này nó có mỗi con trở nó mắc vào đây, như vậy là cái con này còn đây là cái con tụ lọc xuống mát thôi, như vậy là con này chắc chắn là không phải dùng để bảo vệ quá dòng rồi, bởi vì quá dòng là bao giờ nó phải có cái chân nó quay về chân xe in, mà chân xe in bây giờ nó dùng mỗi con trở này thôi, như vậy là con này nó sẽ là cái con bảo vệ mất pha nha. Con này là con bảo vệ mất pha. Thì con này nó cái sơ đồ nguyên lý của nó thế này, thứ nhất là đây là cái mũi tên này, nó chỉ vào chân một đây này nha, mũi tên nó chỉ về chân 1, đây là 1 nha. Đây là chân 4, chân 4 là chân mát này, chân 4 chắc chắn nó đi về mát này nha. Còn đây là chân 8 nó sẽ đi về 5V này, chúng ta đo điểm này này, chúng ta thấy nó có 5V này. Bây giờ chúng ta xem cái chân nào nó chạy về 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 vi xử lý. Thằng này nó có hai chân ra đúng không? Chân số 1. Chân ra số 1 là 1, và chân ra số 7 là 2. Thì bây giờ chúng ta thấy là chân ra số 1 này, ra số 1 này chúng ta thấy xem là nó đi đâu nha. Số 1 thì nó bỏ hay sao? Bỏ đi bên dưới, bên dưới. Bỏ. Số 1 này nó thế này, nó không không có đường mạch cái chân số Một đi về chế đây. à. Một đi về chế. Chết một này đi về chế đây. Chân số 7 về IC. Bộ chạy qua gầm Cái chân 7 nó mới là nó chân về IC. Chân 1 thì bảy là trong về quá trình tôi đo thì tôi thấy nó thế này. Tôi thấy nó phải nó qua qua gầm con chở đi 702. là chân một nó thông với chân 2. Đây nha, tôi nhìn phóng to lên này. Đấy. Chân 1 với chân 2 nó thông với nhau nhá. Đây này. Chân 1 với chân 2 nó thông với nhau thì chúng ta hiểu là đây là nó thiết kế cái mạch khuếch đại đệm. IC khuếch đại thuật toán mà lại đem chân 1 thông với chân 2, tức là chân out ấy, chân ra thông với chân trừ. Thì đó là người ta gọi là hệ số khuếch đại, nó tạo ra hệ số khuếch đại bằng 1. Cho nên là cái chân 1 này nó không thể là khuếch đại biên độ được. Nó có hệ số khuếch đại bằng 1. Và cái hệ số khuếch đại này nó sẽ bằng cái điện áp của chân 3 này. Chân số 3 này, mà chân 3 này đang đấu ra điểm giữa của hai con trở. Trong hai con trở này thì tôi đo đầu bên này này là 5V này, đầu bên này là mát này. Như vậy là hai con trở này là tạo ra điện áp đưa về chân 3, sau đó là nó tạo ra điện áp chân 1 cũng bằng điện áp chân 3, nhưng mà nó khỏe hơn, và người ta gọi là mạch khuếch đại đệm. Đấy, sau đó là từ chân 1 này nó ở trong cái xe, nó gầm cái xe, nó gầm cái xe, nó chính là chạy ra đây này. Đấy, nó đi qua con trở này, qua trở R705 này để sang chân số 5 nha. Ngoài ra chân số 5 thì còn có một cái con trở để đi xuống mát đây. Và chân 6, đây là chân 6 này, chân 6 thì nó đi ra đây này, nó có một cái con cái đường mạch y nó chui qua hai con gầm, hai con bụng, hai con này này nha. Và cái chân 6 nó chạy ra đây, chạy ra đây, và nó có con trở quay lại chân số 7, thì đây chính là cái con mà hồi tiếp đấy, đúng không? Chân 7 là chân ra, chân 6 là chân in trừ, thì con trở này chính là con hồi tiếp nha. Và con này là nó sẽ lấy cái hệ số khuếch đại ở chân 7
tức là nó lấy cái xung điện đi ra ở chân 7, và từ cái xung điện đi ra ở chân 7 này này, ngoài nó đi ra cái con trở hồi tiếp này để quay lại chân 6, thì nó đi theo cái mạch in, nó đi qua gầm con này này, đi qua đây này, qua đây này để về chân vi xử lý này, đây để về chân này có vi xử lý này đấy nha, nó đi trực tiếp về vi xử lý không qua trở. Và cái tín hiệu vào thì nó lấy từ đây này, tín hiệu vào lấy từ đây này, tự nhiên nó lại ngắt đi cái nhỉ, thoát đi bật lại này. Đấy, thì phân tích cái mạch này kỹ lên một chút thì nhé, cái mạch này rất quan trọng. Và đây tín hiệu vào thì nó đi thế này, nó đi vào chân 6 đây, đây chân 6 đây, nó đi qua gầm hai con trở này này, mạch in này này, đi qua gầm hai con trở này, đi qua gầm con trở này đây, đây đi qua trở này sang điểm này, điểm này chính là điểm đầu cái con trở xứ đây đấy, đầu trở xứ và chính là cái chân trừ của xe công suất nha. Đấy, thì cái đường đi của nó như vậy nha. Thế mà về bất pha với quá dòng là nói chung một đường à? Thầy. Đúng rồi, nó chung cái đường chân trừ này, lấy chung cái đường chân trừ này, nó rẽ ra hai bên. Thế như thế làm sao nó phát hiện được xung của ba pha khi chạy nhỉ? À, khi mà ba pha chạy thì nó tạo thành cái xung liên tục liên tục. Thế còn khi mất pha thì cái xung nó bị đứt quãng. Đấy thì như thế là tôi chỉ cần dò như thế xong rồi là tôi vẽ lại thành sơ đồ. Đấy nhá. Nó cũng đấy, các bạn thấy là tôi dò như vậy là cũng chỉ mất được khoảng 15 phút thôi, sau đó là tôi ngồi tôi vẽ thành sơ đồ. Và sau khi tôi vẽ thành sơ đồ thì đây tôi được cái sơ đồ như thế này. Đấy, được cái sơ đồ như này nha. Đấy đấy, thế khi mà tôi vẽ sơ đồ thì thậm chí là tôi cứ vẽ nó ra toàn bộ cái khu vực này, tôi cứ vẽ nó ra thôi, xong nó sau đó là tôi điền vào thôi, bởi vì thực ra là cái khu vực này là các cái máy là nó gần như nhau hết đúng không, máy nào nó chả giống nhau đấy. Sau đó là tôi chỉ vẽ lại cái mạch này thôi, mạch này là mạch bảo vệ mất pha theo đặc thù của cái mạch này. Thì đây là bảo vệ, đây là OVP đúng không, cái đoạn giữa này tôi cứ vẽ xong rồi tôi điền, thực ra là tôi cứ vẽ xong thôi, tôi cứ vẽ xong cái máy là tất cả các máy nó đều như nhau hết, cái đoạn này này tôi cứ vẽ xong tôi điền, ví dụ như cái đường này nó đi đến chân bao nhiêu, đường này đi đến chân bao nhiêu, con trở này là bao nhiêu ôm, R bao nhiêu, thế thôi, tôi điền vào là xong. Ba cái tủ này thì máy nào chả như nhau, tôi điền C bao nhiêu vào thôi, chân bao nhiêu thôi đấy. CI này cũng thế, tôi vẽ xong tôi điền nó vào, còn chân phao này cũng thế, máy nào nó cũng như này, vẽ Nhưng mà xong rồi mình đây có phải là của cái mạch không đấy đâu. Đây. đúng Chân rồi như phao là nó về chân số 1 của vị xử lý mà hả, này. Thì ghi là kia là chân 11 à.
còn con Chân 306 ở 11 thì trong xe kia công là với suất chân đúng rồi thì 44. đó. Chân phao về chân số 1 đây. Em thấy 11 thì sao? 11 à? 11 của xe công suất. Đi xe công suất. Ừ đúng rồi, đúng rồi. 11 của xe công suất đấy, đúng không? Vâng đúng rồi. Nhưng mà thấy ở cái chân 2 và chân 3 của IC bảo vệ mất pha này này, cái chân số 2 nó không cần đấu ra đâu mà nó vẫn ra được điện chân số 1 ở đây. Đúng rồi. Chân 2 em tưởng nó phải có vào một đường nguồn nào chứ nhỉ? Chân nào nhỉ? Chân số 2 với chân số 3 của IC bảo vệ mất pha ấy. Chân số 3 Đây thì nó lấy 5V nhưng mà em tưởng chân số 2 nó phải lấy nguồn đâu nó mới tạo ra chân 1 chứ nhỉ? cái mạch này nó là cái mạch khuếch đại, người ta gọi là khuếch đại đệm. À, Khi mà vâng người em ta đem cái chân đầu ra chập với chân in trừ thì nó tạo ra hệ số khuếch đại bằng một. nhưng mà em nghĩ là Đáng nhẽ cái ở chân chỗ số này nó có 2 con trở đúng không, vâng em nhưng mà thì nó em gọi nghĩ là là trở chân hồi tiếp đúng không. tưởng là chân số 2 này nó phải qua một con trở nó vào đường nào đấy chứ. Nó không có, Bỏ không này bây nó vẫn giờ gọi là nhá. điện áp chân số 1 ạ. Thì bây giờ nó đem con trở này nó đấu tắt thì nó thành con trở không ohm. Vâng. Con trở không ohm thì cái điện cái hệ số khuếch đại nó bằng cái con trở không ohm chia cho con trở đằng sau này, nhưng mà đằng sau này thì bỏ qua không có thì kệ nó, thì nó cộng thêm một, cho nên là hệ số khuếch đại mạch này nó gọi là hệ số khuếch đại bằng một. Điện Vâng. áp đây nó đang điện áp đây này đo được là 1,7 V này, khoảng 1,7 V này nha. Khuếch đại xong thì điện áp đây vẫn là 1,7 V, Tại vì em thấy và điện về áp ở đây thì là khoảng không phẩy không phẩy sấp xỉ 0,45 V khoảng đấy, 0,45 V. Điện áp đây thì ở cái máy này không hiểu tại sao nó lại ra được có 1,8 V này. Đúng ra là 2,5 V mới được, mới chuẩn. vào Đấy, nó như vậy. Theo đây là ra như này. Đấy thì điện áp chân này thì nó phụ thuộc vào chân 1. Trong khi đó điện áp chân 1 thì lại phụ thuộc vào chân 3. Mà chân 3 thì lại phụ thuộc vào hai con trở này. Nó cứ phụ thuộc vào nhau như vậy. Cho nên là điện áp một trong hai con trở này mà đứt, đây này, một trong hai con trở này mà đứt thì làm cho điện áp chân 1 bị sai. Điện áp chân 1 sai thì làm cho chân 5 sai theo. Một trong hai con trở này đứt thì điện áp chân 5 cũng bị sai. Mà chân 5 sai thì chân 7 cũng bị sai theo. Đấy. Con trở này đứt thì cũng làm cho điện áp chân 7 bị sai. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta sửa cái mạch này chúng ta cứ đo nó có 1,8 V đến 2,5 V là được. Đúng ra là 2,5 V đấy, nhưng cái máy này nó ra có 1,8. Thì hôm vừa rồi tôi phải chỉnh lại cái con trở này một chút này. Tôi thêm một con trở đấu song song với con này để nó tăng cái điện áp chân 5 này lên này. Để tôi thêm một con trở vào đây nữa. Thêm con này vào đây 15K thì làm cho chân 5 này nó tăng điện áp lên một chút. Khi chân 5 này tăng điện áp chân lên một chút thì chân 7 này nó tăng lên đủ, gần đủ 2,5 V. Đủ 2,5 V đấy. Thế còn bình thường là điện áp đây chân này có 1,8 V. Khi thầy tăng nó lên thì nó có báo Không, nó chạy càng chuẩn chứ. em tưởng nó Đúng thiết kế ra một đồng theo một thiết con kế tám rồi thì nó cứ để 1,8 thì trước đây nó có 1,8 V, nhưng tôi thử bằng cái lốc khác thì thỉnh thoảng nó lại chạy ngắt, thỉnh thoảng nó chạy được nhưng thỉnh thoảng lại chạy ngắt, thì tôi tăng lên thành 2,5 V. Đúng ra các máy khác nó là 2,5 V đấy nha, nó bằng nửa nguồn đấy. Thì đấy, tí nữa tôi gửi cho cái ảnh này chúng ta ngồi chúng ta so sánh đấy. Tôi vẽ từ cái bo mạch ra cái sơ đồ này là mất độ khoảng 20 phút, không đến 20 phút, vừa dò vừa vẽ mất 20 phút đấy. thấy cái chân năm đấy em thấy hôm bữa có cái bo kia thầy thầy về em thấy làm gì có cái thêm cái chân 1, 2, 3 đâu nhỉ, em thấy một con trở xuống má thôi mà Chân năm nào cơ? chân năm ở chỗ con bảo vệ mất file à. Đây á. Vâng Không có con trở nào. ý là mấy cái bo trước em chỉ thấy thầy ghi là có ở đấy có một con trở xuống má thôi chứ làm gì có chân 1, 2, 3 thầy.
Không qua chân 1, 2, 3 này á? À? Vâng, mấy con mấy con xe nó dùng một vế. À thế à. À, cái này là dùng nó hai vế, hai vế nó dùng cả hai vế nhá. À, nó dùng cả hai vế. Vâng, cái vế 1 2 3 này này là nó đã tạo ra điện áp 1,7V nó cấp vào đây này. À đấy đấy là khuyết đầy đềm đấy à thầy. Ờ. À rồi, em cảm ơn. Nó dùng cả hai vế đấy. Ừ. Thế thầy điền cái thông số điện áp ở cái chỗ mạch bảo vệ mất pha đấy ạ. Điền bây giờ thì phải cho vào Photoshop rồi, để tôi điền lại. Chân này là có một này, chân này là hai này, chân này là ba này, chân này là bốn này, chỗ này là khoảng 1,7. Một phẩy bảy vôn. Chỗ này cũng 1,7. Chỗ này có 0,45. Chỗ này nguyên bản của cái máy này là 2,8, à 1,8. Ghi theo nguyên bản đó, còn đúng ra là 2,5 nhé. Máy khác là 2,5. Một phẩy tám là đúng rồi, vì bằng cái kia nhân 4 rồi, đúng hệ số hiện đại. Rồi. Ra là ấy. Còn chỗ này là 5V này. 5V này. Điện áp chỗ này là tiêm 2 mũi. Phao. Tiêm vaccine. Các cái đường tín hiệu này khi nó chạy thì đo được khoảng 2,4V, 2,3V. Tất cả các cái đường này đều được 2,3V. Em tưởng 3 cổng cao, 3 cổng thấp. Đây 3 6 cổng như nhau đấy. Thằng này nó như nhau hết, 6 đường như nhau, nó cao thấp nó tùy từng máy. Máy nó như nhau. Chuyển